Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 10, từ câu 46 đến câu 52. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Jericho. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Jericho, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Anh ta tên là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nazareth, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin dụ lòng thương tôi. Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: Lạy con vua David, xin dụ lòng thương tôi. Đức Giêsu đứng lại và nói: Gọi anh ta lại đây. Người ta gọi anh mù và bảo: Cứ yên tâm, đứng dậy, người gọi anh đấy. Anh mù liền vắt áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu. Người hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mù đáp: Thưa thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. Người nói: Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong nhạc phẩm Đôi Mắt của nhạc sĩ Xuân Hồng có những ca từ thật dễ thương. Mẹ cho em đôi mắt sáng ngời để nhìn đời và để làm duyên. Mẹ cho em đôi mắt màu đen để thương, để nhớ, để ghen, để hờn. Đôi mắt em là cửa ngõ tâm hồn, là bài thơ hay nhất, là lời ca không dứt, là tuyệt tác của thiên nhiên. Thật vậy, đôi mắt là một trong những giác quan của con người. Chính nhờ đôi mắt mà chúng ta nhận ra những vật xung quanh. Không cần phải nói, chúng ta cũng biết đôi mắt cần thiết thế nào cho con người. Cho nên, không thể thấy được đó là một khiếm khuyết, một thiệt thòi, một nỗi bất hạnh của con người. Bất hạnh vì đi lại khó khăn, bất hạnh vì không còn nhìn thấy vẻ đẹp của thiên nhiên, vẻ đẹp của những người thân yêu, của cuộc sống xung quanh. Trong trình thuật tin mừng hôm nay, anh mù Ba-ti-mê được sáng mắt do sự kêu cứu quyết liệt và kiên nhẫn của anh ta. Anh không thấy nhưng anh nghe được. Anh nghe người khác bàn tán về một ông Giêsu nào đó có khả năng làm nhiều chuyện lạ. Phản ứng của anh mù càng lúc càng quyết liệt. Ban đầu anh gào to, khi bị người ta quát nạt, ngăn cản, anh càng gào to hơn. Khi được Chúa Giêsu gọi đến, anh liền vắt áo choàng, đứng phắt dậy đến với Chúa Giêsu. Những biểu hiện đó giúp chúng ta hiểu được cuộc sống trong mù tối nó đã đầy đọa anh như thế nào. Khi Chúa Giêsu hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh đã không xin gì hơn là xin được nhìn thấy, và Chúa Giêsu đã không làm anh thất vọng. Tác giả tin mừng không cho thấy Chúa Giêsu đã làm gì để cứu chữa anh mù này. Ngài chỉ kêu gọi hãy để anh đến gần mình và ra lệnh cho những người khác đừng cản trở anh. Chỉ với một câu xác nhận đơn giản, lòng tin của anh đã cứu anh. Anh mù Ba-ti-mê được sáng mắt, một cuộc sống mới đầy ánh sáng đã đến với anh. Thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi người chúng ta có được cái tuyệt tác của thiên nhiên, cửa ngõ tâm hồn đó là đôi mắt. Cái cửa ngõ của tâm hồn đó nhiều khi cũng bị chúng ta đóng kín nó lại, không cho nó nhìn thấy những điều cần phải thấy, không cho nó nhìn thấy hướng đi đúng đắn để mà đi.
Chúng ta muốn ngồi bên lề cuộc sống để hưởng thụ, bất chấp những tiếng xôn xao của cuộc đời, bất chấp những bước chân của sự thật, bất chấp lời mời gọi đứng lên của Thiên Chúa. Nhiều lần Chúa đến bên cạnh, hỏi ý kiến, nhưng chúng ta không dám mở lời xin cho được sáng mắt, vì chúng ta sợ phải bỏ đi chiếc áo choàng là những tham sân si mà chúng ta luôn mang theo bên mình. Chúng ta cũng sợ phải bước đi theo Chúa, vì con đường của Ngài là con đường thập giá, con đường vâng phục thánh ý Thiên Chúa, là con đường yêu thương tha thứ. Lạy Chúa, xin cho chúng con có được niềm tin mạnh mẽ và sâu xa vào Chúa, để đời sống của chúng con được biến đổi và được cứu chữa khỏi mọi tội lỗi. Xin mở mắt tâm hồn, để chúng con nhìn thấy đường đi của Ngài và can đảm bước theo. Amen. Chúa ơi, cho con nhìn thấy bước Ngài đang đến trong đời con, dưới ngàn hình dung dáng vẻ Chúa vẫn hiện diện lặng lẽ trong đời, như tấm bánh nơi nhà tạm đơn sơ, như nơi những kẻ đói nghèo bơ vơ. Chúa hẹn gặp con, Chúa chờ đợi con, qua bao biến cố buồn vui, qua những lo toan đời thường, qua ngàn sầu thương dấn dương. Ước gì con trông thấy Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi, ước gì con không bỏ rơi cơ hội đến trong từng ngày để được gặp Chúa trên muôn nẻo đời. Chúa ơi, cho con nhìn thấy có bàn tay Chúa sống đẹp sao.